Ok, hello cho các bạn. Ok, hello cho các bạn. Mình xin chào đi. Ok, hello cho các bạn. Mình xin mời các bạn. Chào các bạn. Hôm nay anh em chúng mình đập đầu mọi người ạ. Tách hạt. Dầm dầm như thế này là nó đã từ vở đấy đấy. Ô mà tin lời, em mới lớn lên vậy, tên bùi giam mê mùa xì, là nó nụ vả là. Tên giam mùi tùa xì, tí ra gù mà là. Dạ, dạ ta. Ô mê lớn pú xa mô cú, nó cú dù. Aí, no meia, não sai muito fora. Dá. Pega aí. Ô nó vào, ainda nó đã tì ra xin ní. Dạ, ông về đã kết quả. Dạ, sai bôi. Ou assim, esse aí vai meter no saco, né? Depois esse de pesada aí. Degulei bem. Não, bate mais. Bate mais. Cả cộng đoàn mọi người, của người dân đấy. Agora assim? Não, depois. Ei, Matilde, agora assim não? Ah, não, assim não, não tá bom. Fica igual ele, palhaço. Tchau. Esse mente, próximo ano, não vai pensar mais. Não comprou mais. Próximo ano não comprou mais. Esse depois não colhei mais, né? Só assim já tá bom, né? Já tá bom. Toàn bộ chỗ này thì mới khoảng tầm được 60% mọi người. Còn tầm 40% ở ngoài kia nữa. Chúng ta đang trước khô hết 35 đến 40% mới thu hoạch được khoảng tầm 60 đến 65%. Bên cái phía bên này thì gió là đất đầu thì sái trái nhưng mà gió là tỉa muộn hơn, gió tỉa muộn hơn nên là quả sánh nó còn nhiều nên mới ngắt những quả chín đó, còn những quả sánh cũng đang tương đối nhiều. Sáng tuần sẽ thu hoạch tiếp mọi người. Thì lúc đấy sẽ cân tổng kết là được bao nhiêu kg.
ia meter no saco. Depois tirar todo o lixo. Ah, muito bem, tá? Ela puxa um saco grande, é? Puxa aí um saco aí. Fecha aí, veste tudo. Na frente. Mati loi, mati kai ini. Nada. Hey, Antonio. Antonio. Yeah. Yeah. Con Vittore. Parece vai chegar 200 quilos, né? Vai chegar, né? Não, depois vamos meter no balança, vamos ver como vai chegar. Ou não. E como está você? Tem saudade? Luta, Matilói, de noite come bem. Luta? Trabalha muito de noite come cuia. Ngone. Ngone. Ei. Quando vem passar assim, vem assim, deixa assim. Deixa passar. Vai sair bem. Cà chua mọi người, cà chua Việt Nam đấy, không biết thời gian tới sẽ như thế nào. Là một cái gian đấy, đấy sáng đấy một cái gian, là hai gian, đấy qua đấy, một gian nữa là ba gian, được ba gian. Đây mọi người này, ngô nếp này, ngô nếp đã bón đàm này, với lại với gì nhỉ, là phun được thuốc đấy, nên là bây giờ là đang phát triển cũng nhìn thấy rất là đẹp. Thì, mấy ngày hôm qua ngày hôm nay bần thì theo thu hoạch đầu nên là trước cuộc được, ở bên kia là cuộc được rồi, còn bên này thì trước cuộc được các bạn. Đấy. Ở đằng kia thì vẫn đang cho tưới bắp cải các bạn ạ. Đấy mọi người, đầu của con đang nhiều lắm này. Đấy, đầu nó còn nhiều lắm này. Đấy mới hại mà hại một ít thôi các bạn. Đấy, đấy còn con khoảng tầm được 40% lắm. Quả còn rất là nhiều ấy. Quả còn rất là nhiều. Đây này mọi người này.
Mình dự tính được khoảng tầm móng sáu được khoảng tầm 3 tà đồ. Không biết có được khoảng 3 tà. Manu. Xem rồi ta rồi gần ý. Ok. Nó à xin tạm bộ. Tên kì mù lia đủ mê mù. À hả. À kia gó ra phí cả mai lìm bù ấy. Xa xa đi. Rê gà đi. Anh vẫn đang tự nữa cái mọi người. Esse parece até que aumenta mais a amônio. Ah, esse foi pouco tempo, né? Mas tá verde, né? Aí feijão também fica muito ainda não acabar. Vê, né? Esse mano, sassa mesmo assim, todo lado, hein? Fica a terra, fica mole. Quando fica mesmo só feijão é mais fácil. Bây giờ thì thuận tiện hơn trong cái việc tự tiêu cái bắp cải cho mọi người. Ngay trước thì đang vướng rất là nhiều đồ nên là cũng ngại sợ nó hỏng mất cái đầu á. Còn đấy thì đầu Việt Nam mọi người thì cũng đang lên đấy, đang bắt đầu giờ có vẻ được sức đấy, đấy thấy bắt đầu lên xanh ấy. Đấy là hành tây đã được như thế này rồi, giống gieo mà các bạn ạ. Gieo hành tây giống gieo mà. Gieo hành tây giống gieo mà ở Việt Nam. Còn ở đây thì cây cải như các cố các ba các anh các chị comment thì đấy là giống như cải lan của Việt Nam đấy. Mình đi ở quê mình thì cây cải này mình thực sự không biết luôn. Đấy, đến lúc nghe thấy mọi người comment thì xác định khả năng là cây cải lan. Đấy, tuy những cái vùng có những tên gọi khác nhau nhưng mà đây thấy nhiều người comment là giống cây cải lan thì chắc là đúng đấy. Bởi là nó giống lá su hào mà nó có cái ngông ấy, cái ngông ăn cũng rất là ngon. Đấy, có hai loại đầu nên là không trộn lẫn mọi người. Số bên phút xong có phút lại. Dạ, rất tạm bộ. Tạm bộ. Thì ngày hôm nay quá trình tách hạt đầu mọi người thì cũng được khoảng tầm gần đến 2 tà đây mọi người. Thì nói chung là cũng tương đối. Thì bởi là so với diện tích thu được như vậy là quá nhiều đấy, hạt rất là chất lượng này. Nhưng mà do diện tích ít quá nên cái sản lượng cũng chưa được nhiều. Sẽ cố gắng sau mua tới đấy sẽ thu hoạch được, sẽ là gieo trồng nhiều hơn mọi người để thu hoạch được số lượng sản lượng nhiều hơn để giúp đỡ được cho người dân càng nhiều càng tốt. Bởi là hạt đầu giống thì hiện tại bây giờ là không phải lo nữa thôi. Nhưng mua mưa tới đấy ra gieo trồng ngô xong thì đến lúc là gieo trồng hạt đầu thì mọi người yên tâm về hạt giống rồi nên là sẽ mở rộng thêm quy mô mọi người. Cũng muốn rồi thì video mình xin kết thúc tại đấy. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi để chúng mình có thêm động lực giúp đỡ thêm được nhiều hơn nữa những gia đình, những hoàn cảnh người già neo đơn, nói chung là còn nhiều khó khăn ở những bản làng miền núi Châu Phi. Chào các bạn.